thành quả đó là năm 2017 thì chúng ta đã có một cái Tết rất là ấm no, hạnh phúc. À, cảm ơn các bạn vì 2017 rất là tuyệt vời. Vậy năm 2018 thì sao? Chúng ta mới vừa xem cái clip là công ty của mình bắt đầu chuyển từ thời chiến sang thời bình, và là một cái giai đoạn mà cực kỳ khó khăn. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta là những cái tay đua của miền Tây Một, và chúng ta sẽ cùng với công ty để thách thức với mục tiêu 86 ngàn tỷ của năm 2018 cùng công ty của mình. Vậy chúng ta là ai? Chúng ta là những tay đua, có đúng không ạ? Vậy thì tay đua của mình là lái chiếc xe thì gì các bạn? Chúng ta đang lái chiếc xe của Thế Giới Động và Điện Máy Xanh, có nghĩa là chúng ta đang có lái hai chiếc siêu xe. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải nỗ lực hơn gấp rất là nhiều lần so với 2017 để chúng ta về đích với một người hùng. Và chị tin điều đó nó diễn ra. Vì sao? Sáng nay khi thấy các bạn chơi tiên đi, các bạn nó rất là máu lửa, các bạn chấn thân, các bạn cháy hết mình, các bạn đồng hành và các bạn yêu thương, các bạn hỗ trợ người đồng đội của mình, cách nâng cái đồng đội của mình lên để đạt được cái mục tiêu, cái kết quả của ban tổ chức đề ra. Cảm ơn các bạn. Và đây là năm đầu tiên chị đứng vai trò là ban tổ chức của mùa du lịch. Chị thấy rất là hạnh phúc khi mà được đồng hành với các bạn, được tham gia team building với các bạn, được chơi với các bạn, được xuyên suốt với bạn cả hai ngày và đêm nay nữa, là cái điều rất là quan trọng. Và chị đã thấy các bạn chuẩn bị rất là tốt, và các bạn đã 5 giờ chị đến đây, chị đã thấy rất là nhiều người đến đây đã luyện tập rồi, thì cho thấy là các bạn đã sẵn sàng và rất là máu lửa cho cái gala này. Rất là cảm ơn. Và để cái mùa du lịch của mình thành công đó các bạn, thì các bạn biết là năm nay của mình là ban tổ chức là ai không ạ? Chị xin giới thiệu 4 anh chị ban tổ chức xinh đẹp. Thứ nhất là anh Trương Thành Hiếu. Đó là chị Hồng Thị Bạch Yến. Và anh thứ ba là anh Tâm. Và cuối cùng là anh Hoàng Hiếu các bạn. Chị gửi lời cảm ơn đến Hiếu, Thành Hiếu, Hiếu, Tâm và Yến đã rất là nỗ lực để cho cái mùa du lịch của mình thành công. Và chị rất là cảm ơn Thúy Nhi thầm lặng luôn hỗ trợ và luôn đồng hành với team của mình, và đặc biệt là gửi lời cảm ơn đến cả của ekip đất Việt, và cảm ơn anh Công nè, cảm ơn anh MC rất là năng động máu lửa đã truyền được cái lửa cho team building của mình sáng nay, và anh đã có những cái tiết mục mà làm cho khởi động trong cái buổi gala của mình rất là tuyệt vời. Cảm ơn. Và xin tuyên bố là đêm gala miền Tây Một tại Đà Lạt chính thức bắt đầu. Phòng RSM miền Tây 1. Và kính thưa toàn thể quý vị, ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu để cùng với chị Kim Phụng và tất cả các chị trong team AM miền Tây 1 chúng ta đến với nghi thức khai mạc chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đây tất cả đã sẵn sàng, và nghi thức của chúng tôi ngay bây giờ sẽ tiến về sân khấu. Xin mời. Và những chân sân mặt của chúng tôi sẽ mời tất cả các anh chị, chúng ta sẽ sẵn sàng, và hãy trao cho chị Kim Phụng một mô hình chiếc cốc. Và chiếc cốc này để làm gì thì mời các anh sẽ bắt đầu vui chơi xong anh trước, rồi sau đó chúng ta sẽ đến với phần khai mạc của anh rất nhanh. Trong tay của anh Hiếu là rất nhanh ạ. Đề nghị bên dưới chuẩn bị cho MC bộ đồ khác. Và xin mời anh sẽ cho sân banh vào trong chiếc khấu này dùm em. Bởi vì sao? Người ta nói trong những trận đua F1 thì nhà vô địch luôn luôn sẽ dùng một kỹ thuật, đó chính là uống bia bằng chính chiếc khúc của mình đã giành được. Và để tượng trưng cho chiến thắng, tượng trưng cho sự thành công trong năm 2018, không có điều gì tuyệt vời hơn, chúng tôi sẽ mời chị Kim Phụng chính thức uống rượu sân banh từ trong chiếc khúc này để mong những thắng lợi và thắng lợi hơn nữa về với miền Tây Một.
Vâng, xin các chị hãy nhận lấy những ly rượu của mình. Đây là những thứ tượng trưng cho sự chiến thắng, sự máu lửa của tất cả chúng ta. Nhưng trước khi mời chị Kim Phụng và các anh chị team AM, chúng ta nâng ly khai tiệc cùng với tất cả thành viên bên dưới. Chúng tôi cũng xin phép khán phòng hãy cho chúng tôi một phút thôi. Một phút này để làm gì? Xin phép mời các anh chị chúng ta sẽ cùng di chuyển về hai bên của sân khấu, cùng nhau hướng mắt về sân khấu, bởi vì chúng tôi muốn tất cả các chị đã sẵn sàng những ly rượu, ly bia của mình và cùng hướng mắt về màn hình cùng với chúng tôi để chào đón sự xuất hiện của hai nhân vật rất đặc biệt sẽ bước ra từ trong màn hình sân khấu này. Xin mời. Chào các bạn. Rất vui được có mặt từ xa trong cái gala dinner hôm nay của cái kỳ đề nghị hàng năm của công ty. Thì sau một năm các bạn rất là vất vả, rất là nỗ lực để phục vụ khách hàng, thì chúng ta có cơ hội ngồi lại với nhau, cùng vui chơi với nhau, cùng tí thố với nhau, để chúng ta có những ngày nghỉ rất là thoải mái bên nhau. Thế thì thay mặt công ty, cảm ơn các bạn là đã dành thời gian tham dự, và anh biết là các bạn đã tham dự rất là nhiệt tình vào trong những cái hoạt động team building ngày hôm nay. Về phía công ty thì anh mong muốn các bạn là năm nay là năm chúng ta sẽ không hoạt động nhiều cho thế đạo và điểm mấy năm nữa, thành ra là chúng ta cần phải trân trọng từng cái cơ hội để cùng khách hàng của họ chúng ta, và chúng ta tiếp tục phát triển dù không hoạt động nhiều cái hàng nữa. Năm nay thì với cái việc không hoạt động nó thì cái cơ hội thăng tiến lên quản lý của các bạn cũng phần nào đã bị ảnh hưởng. Nhưng mà anh tin là nếu mà các bạn có đủ sự kiên nhẫn và có đủ cái máu lửa, thế thì năm 2019, năm 2020 khi mà chúng ta phát triển và đọc mạnh mẽ, thế thì cảm tưởng là thăng tiến của bạn là thăng thang, thậm chí nó còn thăng thang hơn cả trước đây nữa. Thế thì các bạn cần một năm để suy nghĩ, để tìm hiểu về sản phẩm đó, như chợ mua hàng, rồi tìm hiểu một cách về mua bán sản phẩm đó. Rồi năm sau khi công ty cần 500 quản lý để đứng lên cầu cờ cho có phát xanh, thế thì chúng ta có 2.000 người xung quanh dưa ra lên rồi em bởi vì em hiểu mọi thứ rồi. Thế thì cảnh tượng nó rất mênh mông trong năm sau và năm tới nữa dành cho các bạn. Thì đó là những cái thông điệp mình muốn gửi đến các bạn trong cái ngày vui hôm nay. Thế thôi anh được biết là không muốn nói gì với các bạn không? Và đặc biệt là luôn giữ vững cái niềm tin của mình nè, luôn tất cả cái yêu thương của mình nè, để mà đứng đầu vững mạnh và đảm bảo năm nay là vào cuối năm chúng ta cũng sẽ có một cái năm 2018 được là thành công các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi các bạn nâng ly nha. 1, 2, 3 Yo. Vâng, xin mời tất cả các chị sẽ tiến về khu vực phía giữa sân khấu cùng với chúng tôi, và một lần nữa mời tất cả các tay đua của miền Tây Một để thể hiện được sự quyết tâm, để thể hiện được sự máu lửa, và quan trọng hơn hết để thể hiện được sự thắt chặt yêu thương, để cùng nhau chinh phục và gặt hái được thành công trong năm 2018. Chúng tôi mời tất cả các tay đua miền Tây Một cầm ly đứng lên, xin mời.